Chiều qua tại Cục Hải quan Đồng Nai, ngành tài chính ngân sách tỉnh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 và rà soát phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có các đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tài chính, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến ngày 20 tháng 7 năm 2019 là hơn 27.670 tỷ đồng, đạt 51% so với dự toán. Trong đó, thu nội địa hơn 18.600 tỷ đồng, đạt 50% so với dự toán. Còn thu xuất nhập khẩu đạt hơn 9.000 tỷ đồng, đạt 53% so với dự toán. Đạt được kết quả trên là sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành thuộc khối tài chính. Trong đó, ngành thuế đã tích cực rà soát, khai thác các nguồn thu từ số phát sinh của quý tư năm 2018, tập trung triển khai kịp thời công tác thanh tra kiểm tra ngay từ đầu năm 2019. Phối hợp với hải quan để xác định cái định mức sau thông quan, để loại chi phí mà trên lệ thừa thiếu là 740 tỷ trong quý toán kiểm tra tài bàn. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Sở Kế hoạch Đầu tư để thu chuyển nhượng vốn tất cả dự án là trên 230 tỷ. Chỉ đạo các chi cục rà soát lại các doanh nghiệp có cung cấp sức ăn công nghiệp. Thời gian vừa qua là cục thuế rà soát những cái mã số thuế của cá nhân mà có thu nhập hai nơi để chi thu. Thì cũng tăng được cái khoảng 10 tỷ trong 6 tháng đầu năm. Ngành hải quan cũng đã tập trung triển khai mạnh công tác thủ tục hành chính, đẩy mạnh thủ tục điện tử đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ từ phía các cộng đồng doanh nghiệp. Riêng ngành hải quan, từ đầu năm đến ngày 22 tháng 7 năm 2019, thu ngân sách hơn 9.000 tỷ đồng, đạt 55,2% kế hoạch năm 2019. Về chi cân đối ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh đến ngày 20 tháng 7 năm 2019 là hơn 9.500 tỷ đồng, đạt 46% so với dự toán. Về cơ bản đã đáp ứng đủ và kịp thời kinh phí cho hoạt động của các cơ quan đơn vị, đảm bảo kinh phí thực hiện chi lương, chi trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quốc Thái đánh giá con số thu ngân sách hơn 27.670 tỷ đồng là sự nỗ lực chung của ngành tài chính trong hơn 6 tháng qua. Tuy nhiên, chúng ta không được chủ quan. Thời gian còn lại, các sở ngành phải triển khai nhiều giải pháp tích cực, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 mà Trung ương giao. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, tình hình thu của tỉnh đang thuận lợi. Căn cứ vào kết quả đạt được, nếu nỗ lực hơn nữa, Đồng Nai sẽ hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019. Trong các giải pháp tăng thu ngân sách thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao các hội nghị gặp gỡ đối thoại, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp của ngành hải quan và cục thuế tổ chức và mong muốn hoạt động này được phát huy. Đề nghị là qua các cái hội nghị này, để các đồng chí cũng nắm bắt được các cái nhu cầu của các cái doanh nghiệp, người ta cần gì ở mình, người ta còn cái vấn đề gì đó mà nói dụng về chính sách, về chế độ, về công việc, về những cái cải cách hành chính để đảm bảo làm sao mà cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của các cái doanh nghiệp đảm bảo tốt nhất để mới góp phần vào cái việc thu ngân sách. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quốc Hùng cũng lưu ý, thời gian từ nay đến cuối năm, các đơn vị thuộc ngành tài chính cần tiếp tục ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý thu ngân sách, quản lý cán bộ, hoạt động thông quan, đồng thời cần tiếp tục nâng cao thái độ trách nhiệm thực thi công vụ, phục vụ tốt cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh phát triển, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.